Rồi anh. Ờ. Xong rồi anh. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 20.000 một lỗ. Cái gì? Một lỗ mà 20.000? Dạ đúng giá rồi đó. Dạ nhưng mà anh này tới 3 lỗ lận, 60.000. Sao? Mới vô có một lỗ mà bây giờ 3 lỗ hả? Dạ thì hồi nãy vô một lỗ nhưng mà ra tới 3 lỗ lận. Ê, định giỡn mặt hả? Dạ không, em nói thiệt mà, nãy vô một lỗ mà ra 3 lỗ là vậy đó. Vậy là sao? Thì em đâu biết đâu anh hai em dặn vậy á. Anh hai mày là ai? Là hả? Ê, tao là ba của anh hai mày nè. Người ta đánh người nè. Cha này giá xe không trả tiền còn đánh người nè. Tao là anh hai của ba mày nè. Mày giỡn mặt hả mày? Mày đi gì ngoài đường mày giá xe mày không trả tiền. Tôi đây. Nó dạ, không trả tiền em á. Mày giỡn mặt hả mày? Dạ đây nè anh. Sao chục phải không mày? Bảy chục à, khỏi nói à. Đúng không? Dạ, cảm ơn anh. Vụ gì vậy? Mày sợ hả? Vụ gì? Hả? Vụ dạ. gì? Nó giá em có một lỗ mà nó lấy em ba lỗ. Sao vậy? Giá người ta một lỗ mà lấy ba lỗ là sao? Ba lỗ mà. Ba lỗ á. Ba lỗ sao trả tiền ta con lỗ? Rõ ràng là lũng có một lỗ hả? Lũng lỗ sao lấy tiền ba lỗ? Nó dàn cảnh tiền nó lấy gì? Tiền em á. Bây giờ ông là ai vô can thiệp quốc ông luôn à? Tụi bay á, tao cảnh cáo tụi bay nha. Ở đây tao rành tụi bay lắm nha. Lợi dụng nửa đêm rồi thấy người ta hiền hậu rồi tụi bay làm tiền cắt cổ hả? Bây giờ muốn gì? Muốn gì? Muốn ngọn nào? Tao lái xe ôm ở đây nè, muốn gì? Muốn gì nhào vô? Xe ôm hả? Ở đây. Ông lên trên phường, ông báo công an đi. Dạ. Tôi đây tôi tóm hàng này cho coi. Thôi thôi dẹp đi. Thất đức. Mày giờ sao? Mày đi ra ngoài phường đi. Mày đi đi. Tao báo công an. Mày thách mày đi báo công an á. Ông đi đi. Giờ sao? Hả? Mày muốn gì? Mày đi đi. Giờ mày khùng quá đó đi gì? Dọn đồ. Muốn gì? Dọn đồ. Lẹ lên hay dọn đồ. Lẹ lên. Tranh thủ có lợi là ăn cho hết luôn. Nó tới kìa. Dọn. Dọn đi. Trời ơi. Dọn tao luôn, bỏ hết tất cả. Dẹp hết cho tao. Cầm theo luôn. Hả? Rút. Mày có tiền không? Em làm gì có tiền. Bây giờ ở đây có 25.000 mà hộp cơm hết 15.000, mua chưa đủ 2 hộp cơm nữa. Sao mua đủ 3 hộp cơm cho ba anh em? Ai biết đâu. Không biết giờ anh hai tính sao nữa. Hôm bữa lo chạy không quăng hết đồ nghề rồi. Không biết làm gì cả tiền nữa. Giờ tao cũng không biết nữa. Chắc là anh hai đang đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Giờ còn nhiêu đây? Vậy trưa nay ăn gì đây? Mua cơm không với rau, có cái gì ăn nấy. Không đủ tiền thì chịu. Ăn chay nữa hả? Cướp kìa. Mày chưa chưa? Dạ. Hả? Dạ dạ dạ. Chưa chưa? Dạ em chưa. Chết nghe mày. Của em phải không? Cảm ơn anh. Bắt nó lại. Dạ. Cướp cái đầu mày. Cướp mà nội. Chạy đi. Chạy lên phòng cho tao. Thôi em không lên đâu. Nó dậy kìa. Nó dậy. Mày ngon hả? Mày nghe mày. Mày đừng dậy với thằng mặn. Đi mày. Cẩn thận nha. Dạ. Ra đường á. Giữ võ. Cẩn thận á. Ừ.
Alo. Anh hai, mau tới đồn công an, tụi em ở trên này nè. Cái gì? Mày nói từ từ, mày cà lâm mà mày nói công an ở đâu, công an kiếm ai? Alo. Cái gì vậy? Nó nói công an. Thằng Lãm, không lẽ thằng Lá bị bắt trời? Trời ơi, thiệt tình khổ cái thằng này thiệt mà. Trời ơi, tôi lên trển chắc nó nhốt tôi luôn quá.